em nè. Em đút cháo cho anh hai nha. Anh hai ráng ăn miếng cháo đi. Về chưa? Má chưa về. Nhưng mà anh hai đừng có lo. Anh Nhàn, chú Bảnh và anh em công nhân đang đốn đúc vô rừng kiếm má. Mọi người nói là sẽ kiếm má khi nào thấy má thì thôi. Má đi mấy ngày rồi. Anh lo quá. Anh lo thì anh càng phải ráng ăn cho lại sức. Anh cố cầm cự để đi kiếm cậu Hai Bình. Hôm đó rõ ràng là anh đã cứu cậu Hai, vậy mà bị ông Cao tức vô quan. Không được, em không được đi gặp cậu Bình. Đủ nhà giàu đó không đáng tin. Anh không muốn em về anh mà bị bọn nhà giàu ức hiếp bắt chẹt. Cậu Bình không phải là người như vậy. Cậu Bình nhất định sẽ cứu anh. Đi trong rừng ban đêm rất dễ bị lạc, nên em phải đi theo những ký hiệu mà anh và các công nhân đã đánh dấu. Em nhớ nhìn cho kỹ các sợi dây màu đỏ mà tụi anh đã cột trên thân cây cao su. Dấu dây màu đỏ? Cứ đi theo nó. Hả? Em sẽ ra khỏi bìa rừng. Chỗ này cũng có một dây. Vậy là đi thẳng hướng này. Cô em đi đâu mà vội vàng vậy? Anh chỉ hỏi nhỏ nhẹ thôi mà em làm gì chân mình hốt hoảng dữ vậy? Có phải em đang làm chuyện gì bỏ lắm phải không? Dạ không, không có. Con làm gì có chuyện mờ ám đến làm.